Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ tư ngày 1 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc lại lấn át ở Biển Đông, Việt Nam còn trông đợi được Mỹ hay không? Trong lúc dịch cúm Vũ Hán đang diễn biến rất phức tạp, thì Trung Quốc lại triển khai nhiều hoạt động mới ở Biển Đông ngay sau khi vừa tuyên bố giải quyết xong ổ dịch ở Vũ Hán. Việt Nam có thể làm gì trong tình thế này khi cũng đang gồng mình chống dịch? Và liệu nước Mỹ có đóng góp được vai trò gì giúp Việt Nam khi cường quốc này cũng vừa trở thành nước dẫn đầu thế giới về số ca lây nhiễm hay không? Là một câu hỏi đã được đặt ra. Đây là hình ảnh một giàn khoan của Trung Quốc khai thác khí tự nhiên ở Biển Đông vào hồi 2017. Mới đây, vào ngày 26 tháng 3 năm 2020, Trung Quốc đã khai thác 861.400 mét khối khí tự nhiên từ khí metan trong một tháng sản xuất thử nghiệm ở Biển Đông, truyền hình nhà nước của Trung Quốc đã đưa tin như vậy. Giới chức năng lượng của Trung Quốc phát biểu rằng đây là bước quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa khí metan. Metan đã được xác định là một nguồn khí đốt mới tiềm năng cho Trung Quốc và Biển Đông được cho là chứa một số lượng khí metan dồi dào hàng đầu trên thế giới. Trung Quốc đã đưa máy bay quân sự tới Biển Đông để diễn tập trong vài tháng nay ở Biển Đông, dường như để đáp trả các hoạt động tuần tra qua khu vực này của các tàu chiến của Mỹ, theo truyền thông Trung Quốc cho biết như vậy. Mới hồi tháng 2, tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt đã cập cảng Đà Nẵng của Việt Nam, một động thái được cho là nhằm tăng cường quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam, khẳng định sự hiện diện của Mỹ ở Biển Đông, nhưng đã khiến Trung Quốc rất tức giận. Tiếp đến, vào đầu tháng 3, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Mark Campbell của Mỹ đã đi vào vùng Biển Đông để thể hiện rằng đây là tuyến đường thủy quốc tế mở thay vì nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc, theo hãng thông tấn Reuters đã đưa tin. Và đáp lại, vào giữa tháng 3, Trung Quốc đã tập trận chung với Campuchia trên Biển Đông, mặc dù có nguy cơ khiến cho Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác phẫn nộ. Đây là hình ảnh chụp vệ tinh cho thấy máy bay quân sự vận tải Y-8 của Trung Quốc đã hạ cánh xuống bãi đá Chữ Thập vào ngày 28 tháng 3 năm 2020 vừa qua. Mới đây, Trung Quốc lại ngang nhiên đưa máy bay quân sự ra quần đảo Trường Sa. Ảnh chụp vệ tinh của công ty Emirates International của Israel hôm 29 tháng 3 năm 2020 cho thấy máy bay vận tải quân sự Y-8 của Trung Quốc hạ cánh trái phép trên đảo đá Chữ Thập trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trước đó, vào ngày 20 tháng 3, Tân Hoa Xã đã ngang nhiên đưa tin Trung Quốc lập hai trạm nghiên cứu trên hai đá Chữ Thập và Su Bi cũng thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hai cơ sở này sẽ theo dõi, đo đạc các thay đổi về sinh thái, địa chất, môi trường tại các vùng biển này. Hai cơ sở này được cho là cùng tổ hợp với một trung tâm nghiên cứu của Trung Quốc được xây dựng ở đá Vành Khăn của Trường Sa. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế không thể tin vào việc Bắc Kinh đưa ra những tuyên bố về việc xây dựng cơ sở ở bãi Chữ Thập hay Su Bi là để nghiên cứu khoa học. Hôm 24 tháng 3 năm 2020, tiến sĩ Colin Cole, chuyên gia nghiên cứu quốc phòng thuộc trường nghiên cứu quốc tế ở Singapore đã nhận định như sau. Hẳn nhiều người còn nghĩ rằng dịch cúm Vũ Hán đang diễn ra có lẽ sẽ khiến Bắc Kinh không chú ý đến những điểm nóng hàng hải. Thực tế thì lại không phải như vậy. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, bất chấp dịch cúm Vũ Hán đang bùng phát. Tiến sĩ Patrick Colin, Chủ tịch Chương trình An ninh Châu Á-Thái Bình Dương, Viện Nghiên cứu Hudson của Mỹ, cho rằng về mặt lý thuyết, tất cả các quốc gia cần cùng nhau hợp tác cho an ninh biển và tài nguyên, tìm ra cách thức bền vững để các quốc gia ven biển khai thác tài nguyên biển. Đây là hình ảnh Trung Quốc cho xây dựng trái phép trên đảo đá Chữ Thập của Việt Nam, sân bay và các căn cứ. Tuy nhiên, ông Conin cũng đặt vấn đề. Nhưng điều đó có thể bị đặt niềm tin sai chỗ khi nghĩ rằng Trung Quốc giờ đây muốn bảo vệ hệ sinh thái biển. Trong khi thực tế thì nước này suốt nhiều năm qua đã phá hoại hệ sinh thái biển. Không chỉ gây hại cho hệ sinh thái, Trung Quốc còn nhiều lần quấy rối vùng biển và tàu bè của Việt Nam, Malaysia, Philippines, Indonesia. Hay gần đây là chiếu laser vào tàu và máy bay Mỹ. Chính vì thế, cộng đồng quốc tế khó có thể đặt niềm tin vào một quốc gia như Trung Quốc. Hay nghiên cứu môi trường biển để thu thập thông tin nhằm ẩn nấp tàu ngầm tại những khu vực này.
ở trong lòng biển nơi tàu ngầm hoạt động, Trung Quốc cần nắm rõ các điều kiện dòng nước để thiết lập hệ thống cảm biến phục vụ cho mạng lưới liên lạc, cập nhật thông tin của tàu ngầm. Cũng không tin tưởng vào điều mà Bắc Kinh công bố, tiến sĩ James Holmes, chuyên gia nghiên cứu hàng hải Đại học Hải quân Mỹ Hoa Kỳ cho rằng, bằng cách xây dựng cái gọi là trung tâm nghiên cứu dành cho khoa học, Trung Quốc vô hình chung đã thiết lập sự kiểm soát. Với cách thức này, Bắc Kinh đã đặt sự đã rồi để các nước khó can thiệp, đòi phục hồi nguyên trạng, yêu cầu Trung Quốc rời đi bằng đường ngoại giao hay quân sự. Núp bóng nghiên cứu khoa học còn khiến các nước khác, nếu can thiệp để người Trung Quốc rút đi thì Bắc Kinh đã đổ vấy rằng đó là hành động tấn công vào giới nghiên cứu khoa học. Và động thái xây dựng trạm nghiên cứu ở bãi chữ thập và bãi đá Subi là chiêu trò khá quen thuộc từ nhà cầm quyền Bắc Kinh. Họ thường xuyên lợi dụng những chiêu thức này trong lúc tình hình phức tạp, các nước có những mối quan hệ và quan tâm khác thì họ bất ngờ ra tay như vậy. Đây là hình ảnh các công trình do Trung Quốc xây dựng trên đá Vành Khăn. Phân tích sâu hơn, tiến sĩ Taruto Nagao, Viện Nghiên cứu Hudson của Mỹ, cho rằng mục đích của việc xây dựng các cơ sở nghiên cứu trên là để phục vụ quân sự. Cụ thể, theo tiến sĩ Nagao, Bắc Kinh cần thu thập thông tin để củng cố và khả năng kiểm soát ở các khu vực thực thể nhân tạo mà họ đang chiếm giữ phi pháp. Điển hình là việc bảo tồn nước ngọt hay hệ sinh thái thực vật là nhằm bảo vệ môi trường sống cho lực lượng binh sĩ mà Trung Quốc đang đồn trú ở đây. Tương tự, Bắc Kinh cũng muốn cập nhật nhiều hơn thông tin về thời tiết, vốn có vai trò quan trọng để triển khai máy bay quân sự. Ba bãi đá chữ thập Subi và Vành Khăn có vai trò quan trọng ở khu vực quần đảo Trường Sa. Ba bãi đá này hình thành ba cạnh của một tam giác mang tính chiến lược ở khu vực này. Bắc Kinh cũng đã xây dựng đường băng và nhà chứa máy bay vận tải cả ở ba nơi này. Bên cạnh mục tiêu quân sự, theo tiến sĩ Nagao, thông qua các cơ sở này, Trung Quốc muốn thể hiện với thế giới rằng họ kiểm soát vùng biển tại đây. Việc thu thập các thông tin dữ liệu cũng có thể được Trung Quốc dùng để biện minh rằng họ nắm rõ vùng biển này nhằm củng cố cho quyền kiểm soát. Và để chống lại sự đe dọa của Trung Quốc, chiến lược của Mỹ là củng cố các cam kết về quan hệ với đối tác đồng minh đã có, đồng thời mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ với các đối tác, cùng chia sẻ quan điểm về tôn trọng chủ quyền, công bằng thương mại và luật quốc tế, theo phân tích của tác giả Mark Valencia trên báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết như vậy. Đây là hình ảnh chiến hạm của Mỹ USS Mark Campbell vào ngày 11 tháng 2 năm 2020 đã tiến hành tuần tra tự do hàng hải áp sát đá Vành Khăn đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Chiến lược này nhằm thực hiện tầm nhìn vĩ mô của Mỹ về một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và cởi mở, bao gồm tự do hàng hải, tôn trọng luật pháp, tôn trọng chủ quyền, doanh nghiệp, tư nhân và thị trường mở. Do tranh chấp trên Biển Đông với Trung Quốc, từ lâu các nhà quan sát đã cho rằng Việt Nam là một nước chống Trung Quốc phò Mỹ mạnh nhất trong toàn khối ASEAN. Mặc dù vậy, giới quan sát cho rằng giữa Việt Nam và Mỹ không hề có sự tin cậy lẫn nhau. Thực tế là Việt Nam không chia sẻ nguyên lý cốt lõi của một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và cởi mở, tự do hàng hải cho các tàu chiến mà chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang theo đuổi và thực thi trong khu vực. Việt Nam từ lâu đã có chính sách hạn chế cho tàu chiến đi vào lãnh hải của mình. Tương tự như Trung Quốc, đặc biệt Việt Nam có cả đường lãnh hải cơ sở và các nước phải được phép của Việt Nam mới được vượt qua các đường cơ sở này, theo ông Mark Valencia, nhà phân tích chính sách hàng hải và nhà bình luận chính trị và các nhà tư vấn chính sách châu Á cho biết. Do đó, việc Hoa Kỳ đưa các tàu chiến vào khu vực trong lãnh hải xung quanh Hoàng Sa không chỉ nhắm vào Trung Quốc mà còn nhắm vào Việt Nam. Và hơn nữa, Hoa Kỳ không công nhận các yêu sách của Việt Nam đối với các thực thể nằm dưới mức thủy triều ở Trường Sa, đồng thời phản đối việc quân sự hóa của Việt Nam cũng giống như Trung Quốc quân sự hóa ở đây. Đây là hình ảnh tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 3 năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Việt Nam và Mỹ. Sự va chạm và các diễn biến giải và các chính sách giải pháp liên quan đến tự do hàng hải là biểu hiện tượng cho sự lệch tông mang tính chiến lược cơ bản giữa Mỹ và Việt Nam. Ngoài ra, dù chống Trung Quốc, Việt-Trung lại có mối quan hệ khăng khít giữa hai đảng Cộng sản,
và quan hệ kinh tế lâu năm. Việt Nam cũng luôn kiên định chính sách 3-0 như không tham gia vào các liên minh quân sự, không có căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam và không phụ thuộc vào một quốc gia để chống một quốc gia khác. Không có điểm chung về văn hóa, ý thức hệ, hệ thống chính trị hay thế giới quan, ngoại trừ mối đe dọa của Trung Quốc. Đó là bản chất của mối quan hệ chiến lược Việt-Mỹ, vẫn theo tác giả Mark Valencia cho biết. Và trên thực tế, Việt Nam và Mỹ không tin nhau vì những lý do chính đáng và từ cả hai phía, và điều đó khiến cho việc xây dựng mối quan hệ chiến lược vững chắc và lâu dài giữa hai bên là không thể. Tiến sĩ Mark Valencia đã bình luận như vậy. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Tư, ngày 1 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.